Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình đi check-in khu vườn trên không đó nha bạn. Ở đây là cái công viên nhỏ nằm ở trên tầng 6 đó, của cái trung tâm thương mại Katashima đó bạn. Nó nằm ở số 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận nhất á, phường Bến Nghé quận nhất á. Giờ này trời mưa rồi. Bữa nay trời mưa rồi, cũng gắng quay cho các bạn. Mưa rồi bạn. Ở trên này nó có cái khu vườn đó. Thấy không bạn? Khu vườn ở trên không đó bạn. Ở đây là cái tòa nhà KBL nữa. Đây là khu vườn trên mây á. Ở đây người ta gọi là đây là khu vườn trên mây á. Còn thấy không, du khách đã đến, đã tham quan quá trời. Ở trên nhìn mình đi lên đây mình nhìn xuống thành phố ở dưới đây nè, thành phố Hồ Chí Minh. Ở dưới là Hồ Chí Minh đó. Đâu có ai biết là trên đây nó có cái tòa nhà. Có ở trên cái chung cư nó có cái khu vườn á. Mấy anh bảo vệ đi trực. Đó, mình đi vòng vòng. Mình đi vòng vòng, mình quay cho các bạn coi. Ở đây rồi. Ở trên đây người ta làm một cái khu vườn á, ở trên tầng 6 á, tòa nhà Takashima ở số 92-94 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận nhất các bạn. Ở đây có nhiều người đã lên, người ta tham quan lắm, đẹp lắm. Khu vườn à, mình đang quay khu vườn cho các bạn coi đó. Đây là tòa nhà Takashima đó bạn. Đó, mình đang đứng ở tầng 6 của tòa nhà Takashima đó. Lâu lâu. Đúng rồi, chú nhập tôi. Tầng tái nữa mình mới đi nè.
Mấy bạn hot boy hot girl đoàn ra cũng lên đây người ta chơi nè, đây chụp hình mà selfie đồ các bạn. Nơi đây là cái chỗ để cho khách người ta ngồi người ta chơi đó bạn. Đã xây những cái ô nữa. Đây cũng có cái ô y chang vậy. Đây cái đài phun nước các bạn. Nè, vô khách không? Người ta lên đây là selfie quá trời. Vô khách người ta ngồi chơi đó bạn. Người ta lên đây là check in quá trời. Có người nước ngoài nữa các bạn. Người Hàn Quốc, người Pháp, người tùm lum hết. Giờ này rất là mát thôi bạn. Yeah.
cũng nhỏ thôi các bạn, không có lớn lắm. Du khách người ta đi chơi vậy. Thank you.